Hello mọi người, hôm nay rất vui được gặp lại mọi người nha. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm với mọi người về dòng xe Ford Mondeo huyền thoại nha. Đây là một chiếc Ford Mondeo đời 2003 nha mọi người, phiên bản 2.5, phiên bản đủ nha. Chúng ta đi sơ lược về bên ngoài nha. Wow, đây là một chiếc xe được đổ lên một cái bộ bánh mâm rất là đẹp nha mọi người. Bánh mâm 17 inch nha. Một bộ bánh mâm rất là xịn, rất là thể thao, 17 inch. Quá đẹp luôn mọi người ơi, bộ này là rất là đắt tiền đấy. Và chúng ta đi qua một vòng bên ngoài để xem ha, về sơn rồi về form dáng bên ngoài thì xe này nó khá là đẹp, không có bị xưa nha mọi người. Sơn còn bóng loáng luôn mọi người ơi. Trên tay của mình đây là chiếc remote này có thể điều khiển tắt mở cửa đóng cửa gập gương từ xa hết nha mọi người nha. Và tính năng nổi trội của dòng này nó là mở được các cửa kính từ remote nha mọi người. Với một nút thì chúng ta có thể mở được bốn cửa và cửa sổ trời luôn nha mọi người. Đây mọi người có tiếng mà mình thao tác nha. Mọi người quan sát nha, trên remote này thì chúng ta chỉ cần một chạm thì các cửa sẽ mở ra bốn cửa kính và cửa sổ trời nha mọi người. Mọi người chú ý quan sát nha. Đó, các cửa đã được mở xuống đúng không mọi người nha, rất tuyệt vời luôn. Đây là một những cái điểm ưu thế của dòng xe này, với một chạm chúng ta có thể đóng các cửa mở các cửa từ xa đó, mọi người thấy chưa, quá xịn cho một cái dòng xe phân với phân khúc dưới 200 triệu nha mọi người. Nếu chúng ta có một chút kiến thức về dòng này thì chúng ta sẽ làm được điều đó nha. Bây giờ khi mà chúng ta mở cửa thì gương cũng tự mở ra nha mọi người. Và chúng ta vào bên trong nha. Wow, mọi người thấy không, xe này đã được lên một cái nội thất rất là hiện đại, rất là thể thao luôn. Các cửa, các kính bấm đồ, mọi thứ còn rất là đẹp như mọi người. Xe này có phải mới trên 90%. Mọi người thấy không, một cái vô lăng thể thao rất là đẹp được đổ vào đây. Một bộ ghế da cũng rất là xịn sò luôn, tạo cho mỗi không gian rất là hiện đại, không phải là với dáng bên ngoài là một chiếc xe cổ điển nha mọi người, quá hiện đại luôn nha. Đây là tính năng ghế nè, dời ghế nè, ngã lưng ghế nè, người thấy không? Đây, cái lưng ghế mình có thể ngã đúng góc và lưng của tài xế nha, và dáng ngồi của tài xế luôn. Nó có chức năng nâng ghế lên cho vừa với cái dáng người luôn nha mọi người. Mình vào không gian bên sau nha, phía sau. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Không gian bên sau ngồi được ba người rất thoải mái, có một chỗ gác tay nếu mà chúng ta ngồi hai người. Tuyệt vời luôn. Bên ghế phụ thì có một công tắc, chúng ta có thể dời ghế để người ta bước vào cho nó dễ dàng nha mọi người. Đây có một chỗ gác tay cho những cái khi chúng ta đi hai người ha, ngồi thoải mái luôn, có chỗ để nước, và tư thế góc ngồi rất là dễ chịu nha mọi người. Chúng ta vào khám phá cái ghế phụ nha. Bên ghế phụ cũng có chỉnh điện luôn nha mọi người, chỉnh điện và chỉnh độ ngã của ghế. Xe này đặt ưu điểm là được nâng cấp lên Android 10 inch đứng nha mọi người, một loại bộ Android dùng trên xe của VinFast ấy nha mọi người nha. Vô lăng quá hiện đại luôn. Trên tay mình là hai chiếc chìa khóa, xe vẫn còn đủ hai chiếc chìa khóa nha, một chìa cơ và một chìa remote, tất cả đều đầy được xe ha. Rồi, mình sẽ trải nghiệm cái một số tính năng điện của xe nha mọi người nha. Đây là một cái màn hình 10 inch đứng full hết luôn cái phần tablo của xe. Mọi người nghe nghe âm thanh cực kỳ mạnh luôn. Xe này được lắp một cái bộ cảm biến UX của cái dòng sản phẩm này nha. Thì mình cũng nói sơ qua luôn về dòng xe này thì xe có cái trọng tải là khoảng 1 tấn 7 nha mọi người, chiều dài là khoảng 4,8 m tổng thể ha.
về kỹ thuật thì nó cũng khoảng tầm 2 mét mấy thôi. Đây là một cái chiếc vô lăng được độ lên khá là hiện đại, quá xịn ha. Một cái vô lăng thể thao nha. Các tính năng điện, kính điện, chỉnh điện đều nằm hết bên phía tài nha mọi người. Đây là xe có cái hộp số 5 cấp, số tài và kể cả số tự động luôn. Nếu mọi người thích điều khiển bằng tay thì có chế độ là bán tự động nha. Xe này thì có hệ thống ABS, 4 bánh 4 đĩa, hệ thống kính chỉnh điện, gương điện, chống kẹt tay luôn nha mọi người. Về form dáng thì xe này rất là sang nha mọi người, sang lắm, không có xưa. Hệ thống ghế điện, chỉnh điện ngon lành luôn. Mọi người có thắc mắc thì để lại comment bên dưới cho mình nha. Mình sẽ thường xuyên chia sẻ về các trải nghiệm thú vị của dòng xe này. Trân trọng kính chào mọi người. Bye bye.